Những năm gần đây, các chuyên gia trong ngành cà phê đã bắt đầu báo động về tình trạng cây cà phê bị già cỗi, cần tái canh để tăng năng suất. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có một gói tín dụng dành riêng cho chương trình tái canh cây cà phê. Tuy nhiên, tốc độ tái canh vẫn diễn ra rất chậm chạp. Nguyên nhân của vấn đề này là ở đâu? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột Đắk Lắk, địa phương được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam hiện nay, về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thưa ông, thì với cái chương trình tái canh cây cà phê thì được biết là Đắk Lắk cũng có một cái lượng cà phê già cỗi khá là lớn. Thì hiện nay cái chương trình tái canh của mình đi đến đâu rồi ạ? Khoảng 30% diện tích cà phê được trồng trong thập niên 80 và 90 thì hiện nay nó ở cái độ tuổi trên 20 năm tuổi. Theo cái đặc điểm của cây cà phê đó thì thường thường là trên 20 năm tuổi thì cái xu hướng năng suất nó ngày nó càng giảm. Mà muốn giữ vững cái sự ổn định về sản lượng và năng suất của ngành hàng cà phê thì chúng ta phải có một cái kế hoạch tái canh đúng đắn. Hiện nay Đắk Lắk nó có trong 5 năm tới cho tới năm 2020 á, thì cái diện tích tái canh nó khoảng 30.000 hecta. Thì cho tới nay á, thì theo số liệu nắm được thì nó có ở các công ty, chủ yếu là các công ty nó có các cái dự án tái canh lớn cộng với tái canh trong người dân đó, thì cái diện tích tái canh cho tới nay nó khoảng chừng 6.000 hecta, nó chiếm trên tổng số 30.000 hecta. Khi nói về nguyên nhân của quá trình tái canh diễn ra chậm chạp thì có ý kiến cho là do người nông dân hiện nay còn thiếu vốn. Tuy nhiên tôi được biết là đối với nông dân trồng cà phê thì vốn không phải là vấn đề lớn. Ông nghĩ như thế nào về vấn đề này? Trong tái canh nó có hai vấn đề lớn. Muốn tái canh thì phải có một quy trình tái canh phù hợp, tức là về mặt khoa học công nghệ. Thứ hai là phải có cái nguồn vốn. Thì với cái đầu tư lớn của chính phủ trong cái nghiên cứu khoa học công nghệ cho cây cà phê cho tới nay đó, thì có thể nói đã cơ bản xác định được một cái quy trình tái canh nó tương đối phù hợp. Riêng về cái vấn đề nguồn vốn cho tái canh thì chính phủ cũng đã chỉ đạo cái hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn có một cái nguồn vốn chung là khoảng trên 11.000 tỷ cho vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên cái việc giải ngân nó hết sức là chậm bởi vì cái lãi suất nó còn cao và cái thủ tục nó hơi còn khó khăn. Thì theo tôi nghĩ sắp tới thì chúng tôi cũng đã có nhiều cái đề xuất là làm sao cố gắng giảm cái lãi suất ngân hàng xuống một tí và cái điều kiện để được vay vốn nó nhẹ nhàng hơn, có thể lấy cái tài sản trên vườn cà phê á, cái sản lượng cà phê là một cái tài sản thế chấp. Chứ còn đối với nhiều nông dân đó là họ đã sử dụng cái sổ chủ quyền đất của họ vào cái việc vay trước đây rồi. Thì bây giờ có thể nói như là khoảng 1/3 nông dân của Đắk Lắk á, họ đã khá giả. Họ có một cái diện tích khá lớn thì cái vay vốn không phải là vấn đề lớn của họ nữa. Nếu họ có một cái chế độ luân phiên tái canh trong cái vùng trồng của họ đó thì họ vẫn có thể tự túc cái nguồn vốn được. Tuy nhiên đối với những cái hộ có diện tích nhỏ, có cái mức thu nhập trung bình và thấp á, thì nhà nước phải có một cái hỗ trợ tích cực hơn. Mà cái hỗ trợ tích cực hơn đó thì không phải dựa vào ngân hàng, bởi vì ngân hàng người ta là vẫn là kinh doanh. Như vậy thì theo quan điểm của Hiệp hội thì cần có những cái hành động như thế nào để đẩy mạnh cái quá trình tái canh cây cà phê tại địa phương ạ? Đối với kinh nghiệm các nước thì nó có thành lập một cái quỹ ngành hàng. Cái quỹ ngành hàng cái bản chất của nó là phi lợi nhuận, có thể là cho người nông dân vay với cái lãi suất 0% và nó được kéo dài cho tới lúc nào người nông dân 5 đến 7 năm sau người nông dân có khả năng trả lại cái nguồn vốn vay đó. Thì chúng tôi cũng như là Hiệp hội Cà phê Việt Nam á, cũng có đề xuất với chính phủ, Bộ Nông nghiệp cũng đề xuất với chính phủ, Bộ Tài chính cũng đang đề xuất với chính phủ làm sao sớm ra được cái quỹ ngành hàng này thì nó sẽ giải quyết nhiều cái vấn đề lớn cho ngành cà phê, như là vốn cho tái canh, như là vốn cho xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Xin cảm ơn.